Hello, xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Xà Lan Miền Tây nha. Thì hôm nay Xà Lan mình giao xi măng cho Bình Dương xong rồi các bạn ơi. Mình đang dằn nước để đi quay với ga bên quay ra Sài Gòn, mình chui ngang cầu dằn nước để chui ngang cầu Bình Lợi nha. Đang dằn một nửa hầm nước ở đây nhưng mà chưa qua được. Ở sau mình vẫn đang còn bơm nước vô để cho Xà Lan nó khẩm xuống để mình chui qua cầu thấp nha. Thì mình chui qua cầu để mình đi ra Sài Gòn, mình qua Đồng Nai, mình nhận đá, mình về dưới Cần Thơ các bạn ơi. Đây các bạn, đây là những chiếc tàu kéo khủng nha. Đang kéo ở phía sau là chiếc xà lan bon. Xà lan này, chiếc xà lan sau này trọng tải cũng khoảng trên, mình đón khoảng trên 1.000 tấn nha các bạn. Thì mấy chiếc này cũng dẫn tới lần kia họ mấy anh thuyền trưởng điều khiển quay đầu lại để đi tôm qua nha. Bắt đầu là đi lùi qua. Thì các bạn thấy sau lái mình là những có những chiếc xà lan nó thấp hơn mình đây. Nó đang quay đầu lại, họ đang quay đầu lại để đi tôm qua đây các bạn. Thì có bạn comment hỏi tại sao phải đi lùi. Thì mình cũng xin giải thích với các bạn là đi lùi đi xuôi dòng nước đây các bạn. Quay đầu lại đi ngược dòng nước để đi cho cái lái qua trước nếu mà canh cầu nó cái cầu nó cao hơn cái nắp cabin mình á thì mình đi lui qua luôn. Còn nếu mà cái cầu đó, cái lòng cái mạng lòng cầu nó thấp hơn cái nắp cabin mình thì mình chạy lên cho nó lẹ các bạn, chạy lên nó chuẩn hơn. Thì các bạn thấy nè, nước đang chảy nước ròng này. Thì mình quay đầu lại mình đi thả trôi theo nước, đi ngược lại như vậy mình lái nó sẽ chuẩn hơn các bạn. Tại vì cái cầu này cái độ nguy hiểm nó rất là cao. Đây các bạn, mình dằn nước được khoảng nửa hầm rồi đây. Đây là cabin sau của xà lan. Đây các bạn, mình máy đang chạy bơm nước rồi nè. Để mình ra sau lái mình quay cho các bạn xem cái chiếc xà lan tàu kéo lúc nãy nó quay đầu nha. Mình phóng to ra cho các bạn xem rõ gần hơn tí nha. Đây rồi đó, sao quá các bạn ơi. Thì đây chiếc tàu kéo đang kéo cái chiếc xà lan bon quay đầu lại đây các bạn. Cái anh tàu kéo anh kéo quay đầu bọc đít cái chiếc xà lan tự hành lên kìa. Thì quay đầu lại như vậy đó là đi chuẩn bị máy ảnh đi tôm qua nha các bạn. Thì các bạn đang thấy chiếc xà lan tự hành cái cabin cái viền màu cam nó cũng đang đi tôm đó. Đang đi lại gần cầu, người ta ngắm cái cabin đó, nó thấp hơn cây cầu thì người ta đi lùi qua luôn. Còn cao hơn thì người ta chừng lại, người ta đợi cho nước dòng thấp xuống người ta mới đi qua được nha. Đây là một chiếc tàu kéo đang kéo cái chiếc bon các bạn. Chiếc BC cho khác nhưng mà giao xong rồi nổi rồi. Bạn thấy chạy tốc độ cũng cũng khiếp không? Rất là dài nha các bạn.
luôn. Còn đây là chiếc tàu dầu các bạn, chiếc tàu dầu chạy tốc độ quá tốc độ luôn, chạy ngập tiêu con mắt luôn các bạn ơi. Và anh này cũng chạy nước nước ngược mà chạy quá dữ. Thường là các bạn thấy những chiếc tàu dầu chạy thì tốc độ nó khá là cao nha, bạn thấy lù lù chứ đi rất là lẹ. Hiện tại chiếc này đang chạy nước ngược nha các bạn, nước ngược mà tốc độ đi cỡ đó đó. Chiếc này của Bình Dương nha. Phía trong này mình đang thấy có một chiếc xà lan đang đi ra, bị quay đầu để qua cầu đây các bạn. Thì chiếc này các bạn thấy cũng dằn nước khá là nhiều rồi nha. Các bạn thấy cái mạng nó thẩm xuống tới con lương giữa rồi đây. Phía xa xa trên kia có chiếc tàu kéo đang kéo chiếc bạc đang thả xuống ở đây các bạn. Thì xà lan mình đang thả neo để đợi, mình đang bơm nước vô là đợi con nước thủy triều nó rút xuống gồng xuống tí nữa nha. Hiện giờ thì xà lan mình cái độ cao nó cao hơn cái gầm cầu, giờ mình phải đậu mình đợi thôi. Mấy anh này chắc là mấy anh qua được rồi nè, mấy anh chạy ra đẳng để mấy anh quay đầu mấy anh qua luôn. Chiếc này kiểu của Vĩnh Long nha các bạn, để mình coi bản số thôi. Wow, bản số của Vĩnh Long nha các bạn ơi. Đây, bản số Vĩnh Long nè. Thì một ngày mới có một con nước để có một con nước rồng để các phương tiện rồi mới chui ngang lọt nha các bạn. Thành ra một ngày mới có một con nước như vậy, thành ra các phương tiện tập trung đi ra một lượt và vô rất là đông. Một ngày mới có một con nước rồng. Cái anh này đang chạy tranh thủ chạy tốc hành đây các bạn. Các bạn thấy cái anh tàu kéo đang kéo chiếc bạc màu xanh đó, anh chuẩn bị quay đầu lại đấy các bạn. Đây, chiếc xà lan này mới quá các bạn, mới sơn lại gì mới, mới chắc à. Chiếc này chắc kiểu của Long An đây, cái mắt màu đỏ, cái chồng con mắt màu đen đây. Để xem có phải không? Đúng rồi các bạn, đây là xà lan của Long An. Cái chiếc kia đó cũng chuẩn bị quay đầu đấy các bạn. Hầu hết là những phương tiện nó hơi cao hơn, là cao hơn, đón cao hơn gầm cầu, ta phải quay đầu lại hết nha các bạn. Quay đầu lại để đi lùi qua cho nó an toàn. Nó an toàn hơn mình đi nước xuôi kiểu này, nước xuôi kiểu này là nó tới, nếu nó không lọt cái gầm cầu là rất là nguy hiểm nha, mình ve lại không có chuẩn đâu. Vì xà lan và các phương tiện đều dằn nước trong á. Mà giờ đi nước xuôi ve lại nó ốc ách nó giật chứ lắm. Không có chuẩn được. Thành ra phải đi lùi từ từ thôi. Đây, các phương tiện liền quay đầu lại để đi lùi hết các bạn ơi. Thậm chí cả cái ghe đó nhỏ thôi mà vẫn quay đầu nha. Wow, chiếc tàu kéo khá đẹp các bạn ơi. Anh tàu kéo này đang quay đầu lại đây.